Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của Nhà Sành Logi. Ngày hôm nay thì Nhà Sành Logi sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo phông cổ tròn đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm, và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để Nhà Sành Logi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của Nhà Sành Logi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên thì được giới thiệu đến quý chị đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những sản phẩm áo bóng chày này. Em này thì sẽ là một con áo với tông màu chủ đạo là tông màu xanh than, độ mới rất là cao. Quý chị nào yêu thích thể thao thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm này, mặc rất là đẹp này, chất liệu thì mềm mại thoáng mát. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A344, chiều dài là 70, ngang là 59 và vai là 50. Em này có size L, O cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 65 đến 70 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Ở những cái sản phẩm áo phong cách thể thao rất là năng động, và cái thứ hai nữa là cực kỳ trẻ cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Độ mới thì rất là cao nên là không có lý do gì mà chúng ta lại bỏ lỡ cái sản phẩm này cả. Mã sản phẩm sẽ là A344 này. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Ở đây cũng là một con áo bóng chày luôn. Bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút có thể lựa cho em này. Tông màu của mình thì sẽ là cái tông màu cam, và đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Adidas này. Nhắc đến những cái dòng thời trang thể thao thì không thể nào mà vắng mặt được cái nhà Adidas rồi. Mã sản phẩm là A345, chiều dài là 75, ngang là 53, size L. Quý chị chúng ta có cân nặng khoảng là từ 65 đến 70kg mà mình cũng yên tâm vừa vặn với cái em này luôn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này tương tự như cái sản phẩm vừa rồi luôn. Mã sản phẩm sẽ là A346, chiều dài là 73, ngang là 53 và size của sản phẩm cũng là size L cho quý chị chúng ta lựa chọn này. Các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với Nhà Sành Logi. Chất liệu nó sẽ là chất vải thể thao co giãn nhẹ, các bác mặc những cái chất liệu này trong mùa hè cực kỳ thoáng mát cho mình. Và cái thứ hai nữa, nó lại là một con áo rất là đẹp. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A364. Thông số quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông nó nhẹ nhàng hơn một chút. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu ghi. Mã sản phẩm là A347, chiều dài là 75 và sau là 77 và ngang thì sẽ là 54 cm. Em này thì sẽ là size XL này. Các bác có cân nặng xung quanh khoảng 70-75 kg, các bác bon chen em này thoải mái luôn. Cho các bác coi cận chất cận màu của sản phẩm một chút này. Em này thì độ mới rất là cao. Cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế cái kiểu vải lỗ. Các bác mặc những cái sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng mình đi tập luyện thể dục thể thao, đi chơi các bộ môn thể thao thì các bác sẽ thấy rất là thông thoáng cho mình. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là A347. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo, cũng là một con áo bóng chày luôn. Em này thì màu sắc nó sẽ là nổi bật hơn một chút. Em này thì sẽ là phối màu này, rất là nét, rất là đẹp luôn. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm trông nó độc đáo một chút thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã A348, chiều dài là 71 và ngang là 62. Em này cũng là size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75kg thì các bác có thể lựa cho em này. Toàn bộ các cái mặt hàng áo bóng chày này độ mới rất là cao luôn, nên là các bác chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đặt hàng. Mỗi sản phẩm mình chỉ có khoảng 1-2 chiếc đó thôi. Tiếp theo thì sẽ lại là một con áo bóng chày nữa. Em này thì sẽ là một thiết kế áo tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A349, chiều dài là 72 và sau là 74 và ngang thì sẽ là 51 này. Sản phẩm của mình là đến từ nhà Mizuno. Đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Em này thì sẽ là size L. Các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg là mình có thể lựa cho em này. Đặc biệt là các bác nào chúng ta yêu thích những cái thiết kế tông màu nó nhã nhặn lịch sự, nó trung tính thôi thì các bác có thể là lựa em này đến từ nhà Mizuno. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu đỏ này, có một cái thiết kế rất là cháy để các bác có thể là sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A350, chiều dài là 66 và sau là 68, ngang là 55 và size của sản phẩm này cũng là size L luôn. Quý chị chúng ta thường mặc size L hoặc là các bác có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg là các bác có thể yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Độ mới rất là cao và cái tông màu của mình nó không phải là cái tông màu đỏ chói đâu, nên là các bác cứ yên tâm mặc em này cũng rất là đẹp. Mã A350. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo phông cổ tròn thiết kế đơn giản đến từ nhà Umbro, một thương hiệu thời trang của nước Anh. Mã sản phẩm là A351, chiều dài là 63, ngang là 46 và vai là 40. Em này có size S này, quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg là các bác có thể lựa cho em này. Thiết kế cực kỳ tối giản luôn, các bác có thể là lựa em này chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo cổ tim. Em này là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo, đây là thương hiệu thời trang của Nhật Bản.
mã A 352, chiều dài sản phẩm là nặng 75 và sau là 77, ngang là 52 và vai thì là 47 cm. Size của sản phẩm là size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75 kg, bác có thể lựa chọn em này. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo trắng nữa này. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm là A 353, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai là 41. Size của sản phẩm là size L, quý chị từ 65 đến 70 kg là có thể lựa chọn em này. Một con áo trắng trơn đơn giản, rất là dễ mặc dễ dùng. Đó, và cái phần vải đằng sau thì nó sẽ là thiết kế vải lỗ này. Những cái sản phẩm này các bác mặc trong mùa hè thì cực kỳ thông thoáng luôn. Thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo, mã là A 353, chất vải rất là mềm mịn thoáng mát nên là các bác cứ yên tâm chúng ta sử dụng. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một quần áo với tông màu ghi. Em này thì sẽ là chất liệu cốt tông, một thiết kế chính hãng của thương hiệu Calvin Klein, cũng là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng này. Mã sản phẩm là A 354, chiều dài là 61, ngang là 53 và vai thì sẽ là 44. Size của sản phẩm là size SO, quý chị có cân nặng từ 55 đến 60 kg là các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Tông màu rất là dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo thì sẽ là một quần áo với tông màu ghi. Em này thì sẽ là một quần áo cổ tim tông màu ghi đậm, chất vải là chất cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã A 355, chiều dài là 59, ngang là 47 và vai là 41. Size áo của mình sẽ là size S, dành cho các bác nào có cân nặng từ 55 đến 60 kg, các bác có thể được chọn em này. Sản phẩm của mình là cái sản phẩm có chất liệu co giãn nên là các bác cứ yên tâm mặc thoải mái dễ chịu cho mình. Tiếp theo thì sẽ là một con áo phối màu cũng rất là đẹp, nó sẽ là thiết kế của nhà Uniqlo, phối hai màu là đen và ghi. Mã A 356, chiều dài là 64 và ngang thì sẽ là 50. Em này size M, đó các bác từ 60-65 kg là có thể vừa vặn với sản phẩm này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo tông màu xanh than họa tiết kẻ ngang, cũng là một con áo rất là trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Chúng ta có một cái tag cao su rất là xịn được đính ở trên miệng túi này. Đây là một sản phẩm của Michiko London. Mã sản phẩm là A 357, chiều dài là 67, ngang là 46 và vai là 44. Em này thì sẽ là size M, các bác có cân nặng từ 60-65 kg thì có thể lựa chọn em này. Cái chất liệu của mình có cái độ dày dặn vừa phải để đảm bảo cho các bác là mặc lên nó thông thoáng này, nó thấm hút mồ hôi tốt. Mình sử dụng trong mùa hè năm nay thì rất là ok luôn, độ mới thì cực kỳ cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo họa tiết kẻ ngang. Em này thì cái tông màu nó tươi sáng hơn một chút này, và đặc biệt là cái phần cổ áo người ta làm rất là đẹp cho quý anh chị. Mã sản phẩm là A 358, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 51 và vai là 48 cm. Size áo cũng là size M luôn, quý chị có cân nặng từ 60-65 kg có thể lựa cho em này. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái, chất vải thì cũng rất là dày dặn, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông cổ tròn đến từ nhà Nike. Em này thì sẽ là tông màu xanh than và chất liệu của mình thì sẽ là chất vải thể thao. Với chất liệu này nó sẽ là chất liệu không nhăn và các bác giặt giũ thoải mái cũng không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão. Mã sản phẩm sẽ là A 359, chiều dài sản phẩm là 82 và ngang là 66 này. Em này form khá là lớn, form khoảng là size 4XL. Vì chị có cân nặng lớn hơn 85 kg, các bác mặc em này thoải mái luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo tông màu đen đến từ nhà Uniqlo. Em này thì sẽ là một con áo chất cốt tông rất là dày dặn luôn, và với cái thiết kế tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chiều dài sản phẩm sẽ là 66 và ngang là 54. Em này size MO cho quý chị có cân nặng từ 60-65 kg, các bác có thể lựa chọn em này, độ mới thì rất là cao. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với tông màu kem. Em này sẽ là một sản phẩm áo phông có họa tiết, và những cái chi tiết cũng như là chữ viết ở đây nó đều là thiết kế hình in, chất lượng in thì rất là đảm bảo. Đây là các bác cũng không bao giờ mình lo là cái phần hình in nó bị bong chóc đâu. Mã sản phẩm sẽ là A 361, chiều dài là 69 và sau là 70, ngang là 49 và vai thì sẽ là 46 cm. Em này cũng là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo luôn, và các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ cái form dáng cũng như là chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông cổ tròn tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Spending. Mã sản phẩm là A362, chiều dài là 64 và sau là 69, ngang là 49 và vai thì sẽ là 50. Size của sản phẩm là size M này, quý chị có cân nặng từ 60-65 kg là có thể lựa cho em này. Đặc biệt là các bác nào chúng ta yêu thích cái phong cách tối giản thì có thể lựa cho mình những cái sản phẩm thiết kế suông trơn như này. Chúng ta sử dụng, các bác có thể là phối hợp với tất cả các
trang phục khác nhau. Và tiếp theo sẽ là một quần áo không tông màu đen. Em này là một thiết kế của thương hiệu Vang. Và toàn bộ cái phần hình ảnh các bác coi ở mặt đằng trước này nó đều là hình in hết. Mã sản phẩm là A363, chiều dài là 69, ngang là 49 và vai là 52. Sản phẩm của mình sẽ là size M này, các bác thường mặc size M. Hoặc là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể lựa chọn em này. Tiếp theo chúng ta đến với sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này cũng là một thiết kế của nhà Uniqlo luôn. Như đã giới thiệu thì Uniqlo là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. Và mã của sản phẩm sẽ là A364, chiều dài sản phẩm là 62, ngang là 43 và vai thì sẽ là 39cm. Em này thì cũng là size M này, nó sẽ có những cái thiết kế hình thêu ở đây, thêu rất là nét luôn, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế hình in. Cái tông màu của em này thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, và đặc biệt là độ mới rất là cao. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải cốt tông dày dặn, mã A364. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con áo phông suông trơn đơn giản của nhà Uniqlo, mã A365, chiều dài là 63, ngang là 49 và vai là 37cm. Size của sản phẩm là size M. Em này thì bác nào yêu thích cái phong cách nó đơn giản, nó tối giản, nhẹ nhàng thì có thể là sử dụng em này. Với sản phẩm này thì chất liệu rất là chất vải thể thao, rất là mềm mịn thoáng mát. Mà đằng sau thì sẽ là thiết kế vải lỗ để đảm bảo là các bác chúng ta sử dụng nó có cái độ thông thoáng cho mình. Và mã sản phẩm thì sẽ là A365. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu ghi luôn. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu ghi đậm, một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo, mã sản phẩm là A366, chiều dài là 71 và sau là 73, ngang là 54 và size của sản phẩm sẽ là size XL này. Quý chị có cân nặng nằm trong khoảng từ 70 đến 75kg là các bác cứ yên tâm vừa bạn với cái sản phẩm này. Chất liệu của mình thì cũng là chất vải thể thao, độ mới rất là cao luôn. Với những cái dòng chất liệu này các bác cứ yên tâm là mình mặc rất là bền. Và cái thứ hai nữa là giặt rũ này cũng không lo là cái chất liệu của mình nó bị nhăn hay nó bị bài, bị nhão. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo phông chất cốt tông. Em này thì sẽ là một thiết kế với tông màu đen, thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết ở bên trên. Mã sản phẩm sẽ là A367, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai thì sẽ là 46cm. Em này size M, các bác có cân nặng nằm trong khoảng 60-65kg có thể lựa chọn em này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo với tông màu ghi. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo, được gia công và sản xuất tại Cambodia. Cái sản phẩm của mình thì sẽ là thiết kế cổ tim, mã A368, chiều dài là 70, ngang là 46 và vai là 46 luôn. Em này thì sẽ có size là size M. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông cổ tròn với tông màu đen này. Em này thì sẽ là một sản phẩm có cái họa tiết ở mặt đằng trước. Mã sản phẩm sẽ là A369, chiều dài là 70, ngang là 54 và vai thì sẽ là 50. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này là sản phẩm với chất liệu là chất cốt tông dày dặn. Đó, đây là bác nào muốn mặc những cái form dáng nó chuẩn chỉnh thì các bác có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo phông có họa tiết luôn. Em này thì sẽ là thiết kế hình in và cái hình in của nó rất là đẹp. Mã sản phẩm sẽ là A370, chiều dài là 70, ngang là 56 và vai là 49cm. Size của sản phẩm là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Thiết kế tông màu chủ đạo là tông màu đen nên là các bác cũng yên tâm là chúng ta có thể phối hợp với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Mã A370, chất liệu cốt tông. Và tiếp theo sẽ là một con áo chất thể thao, cũng là một con áo tông màu đen, thiết kế suông trơn đơn giản, với mã sản phẩm là A371, chiều dài là 72, ngang là 54 và vai là 45cm. Em này có size L dành cho các bác thường mặc size L, hoặc là quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg thì có thể lựa chọn em này. Một con áo cực kỳ dễ mặc, dễ dùng, đến từ nhà Lego Sporty. Chúng ta có cái tem mác của sản phẩm gắn ở trên tay áo này. Đây là một thương hiệu thời trang của Pháp, và mã sản phẩm thì sẽ là A371, độ mới rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo phông, cũng là một con áo thiết kế suông trơn đơn giản đôi, dành cho bác nào mà yêu thích cái tông màu xanh than này. Mã sản phẩm là A372, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai thì sẽ là 46cm. Em này thì sẽ là size M, quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này. Cũng là một con áo có độ mới rất là cao. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay,
một thiết kế áo cũng đến từ nhà Lego Sporty này, một con áo tông màu đen chất liệu thể thao, mã sản phẩm sẽ là A373, chiều dài là 67 và ngang thì sẽ là 41 cm, size M quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg có thể được cho em này. Và lưu ý quý chị một chút, cái form của em này nó sẽ là cái form tương đối ôm, nên là các bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái thiết kế nó gọn gàng lịch sự thì các bác có thể là lựa cho mình cái sản phẩm này của nhà Lego Sporty. Độ mới rất là cao và cái chất liệu thể thao này cũng rất là mềm mịn thoáng mát để các bác có thể mặc trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là A373. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này cũng là một con áo phông rất là đẹp với thiết kế suông trơn đơn giản. Đây là một sản phẩm của nhà Uniqlo với mã sản phẩm là A374, chiều dài là 69, ngang là 48 và vai thì sẽ là 44 cm. Size của sản phẩm sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Độ mới của sản phẩm rất là cao và cái tông màu của em này cũng là cái tông màu rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể sử dụng, mình mặc đi chơi đi làm và các bác mặc hàng ngày thôi cũng rất là ok rồi. Chất vải cốt tông dày dặn này lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình, mã A374. Tiếp theo sẽ là một con áo phông cổ tròn với tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Em này chúng ta cũng có khá là nhiều các sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Em này có mã là A375, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai là 44 cm. Size áo thì sẽ là size M, đó các bác thường mặc size M. Và là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg thì có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Cái sản phẩm của mình form dáng cũng tương đối là ôm luôn, nên là các bác chúng ta mặc lên nó cũng rất là gọn gàng lịch sự. Với tông màu đen thì quý chị cứ yên tâm là chúng ta phối chung với tất cả các trang phục khác nhau đều là rất hợp với cái sản phẩm này, mã A375. Tiếp theo cũng lại là một con áo phông với tông màu đen luôn, nhìn chung là cũng không khác gì quá nhiều với cái sản phẩm vừa rồi. Em này thì sẽ có mã là A376, chiều dài là 66, ngang là 49 và vai thì sẽ là 40. Size của mình sẽ là size M này, các bác có thể coi qua một chút cái form dáng cũng như các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Em này thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, nhưng mà cái phần đằng sau này nó sẽ là thiết kế vải lỗ này, nên là các bác chúng ta mặc lên nó cực kỳ thông thoáng cho mình. Và mã của sản phẩm là A376, độ mới của sản phẩm rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một sản phẩm áo với tông màu xanh lá đến từ thương hiệu The North Face. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Thương hiệu này thì nhà sành đồ gì để ý là các bác chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là A377, chiều dài là 69, ngang là 49 và vai là 41 cm. Size của sản phẩm này cũng là size M, đó các bác chúng ta thường mặc size M, hoặc là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg là yên tâm vừa vặn với sản phẩm này. Đặc biệt là bác nào yêu thích tông màu xanh lá, yêu thích những sản phẩm mặc nó nổi bật, trẻ trung trong mùa hè ngày năm nay thì các bác có thể là ưu tiên chúng ta lựa chọn em này của nhà The North Face, một con áo rất là xịn sò luôn, mã A377. Và tiếp theo nhà sành Lucy xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo phông tông màu tím của thương hiệu Combodia. Thương hiệu Columbia, mã sản phẩm sẽ là A378, chiều dài là 75, ngang là 54 và vai thì sẽ là 46 cm. Em này có size XL này, các bác từ 70 đến 75 kg thì có thể lựa chọn em này. Form suông rộng rãi thoải mái, nên là các bác nào bỏ bụng hơi lớn một chút, các bác bon trên thoải mái em này luôn. Và cái tông màu tím này thì nhìn chung cũng là cái tông tối màu, nên cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, mã A378. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo phông đến từ nhà Champion. Và nó cũng là một thiết kế áo phông có họa tiết luôn, để các bác có thể là coi kỹ một chút cái họa tiết của sản phẩm. Mã sản phẩm là A379, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai thì sẽ là 45 cm. Size của sản phẩm sẽ là size L này, và quý chị có thể là coi qua một chút cái form dáng của sản phẩm. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn, mã sản phẩm là A379. Mọi thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế của nhà Under Armour. Mã sản phẩm sẽ là A380, chiều dài là 73 và ngang thì sẽ là 55. Em này có size XL cho quý chị có cân nặng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể lựa chọn em này. Với tông màu xanh ta là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều, nên là các bác chúng ta không cần quá lăn tan khi mà lựa chọn em này, vì đây là một cái sản phẩm cực kỳ dễ mặc dễ dùng, quý chị có thể sử dụng mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi rất là ok, mã A380, một thiết kế chính hãng của Under Armour.
Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này có mã là A381, chiều dài là 69, ngang là 55 và vai là 46cm. Size của sản phẩm là size L. Và cái sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Pico. Đó, cho các bác chúng ta coi cái tên thương hiệu cũng được, làm rất là nét, rất là đẹp ở trước ngực áo luôn. Đây sẽ là thiết kế hình in. Và bác nào yêu thích tông màu đỏ, yêu thích cái tông màu nổi bật thì có thể là lựa chọn em này. Và đằng sau thì cũng là cái hình in tương tự đó, một cái sản phẩm với chất cốt tông rất là dày dặn luôn, mã A381 này. Em này mặc lên form dáng thì rất là chuẩn chỉnh cho mình. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo chất thể thao với cái phần cổ áo thì sẽ là cổ tim. Mã sản phẩm là A382, chiều dài là 71, ngang là 51 và vai thì sẽ là 49cm. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này, form suông rộng rãi thoải mái này. Và với những cái thiết kế tông tối màu thì các bác cứ yên tâm là chúng ta phối chung với tất cả các trang phục khác nhau, mã A382. Và sản phẩm tiếp theo thì sẽ lại là một con áo với tông màu đen. Chất liệu của mình thì cũng là chất thể thao luôn. Em này là một sản phẩm của nhà ASICS, đây là thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản, mã A383, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai thì sẽ là 43cm. Size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg, các bác có thể lựa cho em này. Mà đằng sau thì sẽ là hết thiết kế hình in, và cái chất lượng in còn rất là mới, rất là đảm bảo cho quý chị luôn. Nên là các bác chúng ta cứ yên tâm chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này của nhà ASICS, mã A383. Và sản phẩm tiếp theo cũng lại là một con áo thể thao luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu ASICS này, mã sản phẩm là A384, chiều dài là 61 và ngang là 48. Sản phẩm của mình sẽ là size S cho quý chị có cân nặng từ 55 đến 60kg. Các bác có thể lựa chọn em này, phối màu giữa hai tông màu trắng và xanh than. Đây là một con áo trông rất là trẻ trung, năng động, và độ mới của sản phẩm thì cực kỳ cao. Riêng về chất liệu của em này thì các bác cứ yên tâm nhà sành đồ xịn bao chất cho mình, chất vải rất là dày dặn, mã A384. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo cũng là một quần áo đến từ thương hiệu ASICS luôn. Em này thì sẽ có mã là A385, chiều dài là 68 và ngang là 50. Size áo của em này thì sẽ là size M. Quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là các bác nào yêu thích cái phong cách tối giản này, yêu thích những sản phẩm không có quá nhiều họa tiết ở bên trên thì các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Mình chỉ có mỗi cái tên thương hiệu là nó in ở trên vai áo thôi, mã A385, độ mới rất là cao. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo đến từ nhà ASICS này. Mã sản phẩm là A386, chiều dài là 73, ngang là 50 và vai thì sẽ là 45cm. Size của sản phẩm là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đó, và quý chị có thể là coi qua một chút các cái chi tiết mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xịn, mã A386. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, vậy là em đã lên hết tất cả các sản phẩm có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thực sự yêu thích. Nhà sành đồ xịn sẽ được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc, cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sành đồ xịn bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đồ xịn ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.